Cô làm ăn thế nào mà để cho thằng Khánh nó bỏ về Sài Gòn thế? Anh ấy bảo có người yêu rồi. Có vợ còn bỏ được nữa là có người yêu? Tài của cô lùn thế. Em xin lỗi, nhưng quả thật em chỉ... Cô có rất nhiều đòn cơ mà. Hạ sách lắm thì rủ nó đi chơi rồi ngủ với nó, rồi cứ lu loa là cô có thai. Có thế mà không thực hiện được? Xin lỗi chị, em không phải là gái điếm. Chị xin lỗi, thế nhưng mà vụ này nó mắc vào điểm nào? Cô dở quá. Vụ này mà thành công thì coi như cô đã có tấm chồng đàng hoàng rồi. Thằng Khánh nó tốt lắm, cô cũng đã biết đúng không? Nhưng em muốn lấy chồng bằng chính con người thật, bằng tình cảm thật của mình. Anh ấy rất tốt, nhưng em không thể. Từ nãy đến giờ cô nói đùa chị đấy à? Không, chị cho em thôi vụ này. Đừng đùa với chị. Cô thu xếp công việc, bay ngay vào Sài Gòn tìm nó. Này, tiền mua vé máy bay cô cầm lấy. Anh này, tình hình thế nào hả anh? Vẫn lỗ em ạ. Anh đi giao mấy mối rồi nhưng họ không nhận. Họ bảo phải đúng tay ông Đức làm thì họ mới nhận. Thì anh cứ bảo mình là con rể của ông Đức. Làm gì họ không biết anh. Nhưng làm ăn là làm ăn. Em biết quá rồi còn gì. Sản phẩm thật bị họ mạo danh, còn khó bán nữa là... Em vừa xem qua rồi anh ạ. À, chất lượng hàng của anh chỉ bằng một nửa chất lượng hàng của ba thôi. Anh biết, hồi trước ông tính để anh em đỡ tranh giành nhau. Ông chuyển cho bác Triều, cậu Bình, cậu Khánh mỗi người một công đoạn. Nếu hợp lại thì khá, còn xé lẻ thì hỏng. Anh cũng chỉ học mót được ít thôi. Ông tính vẫn thua thằng Bình tính anh ạ. À, thôi em, chuyện cũ nhắc lại làm gì. Mà lúc nào em về? Ăn cơm trưa xong em về anh ạ. À, anh này, chuyến này em về bàn với mẹ, có khi mở thêm cửa hàng bán đồ ngâm rầm rấm, vừa dễ làm mà lại cao hơn anh ạ. À, cũng được. Trước khi em về, em rẽ vào làng xem. Anh thấy trong ấy rau quả tươi và rẻ, em bảo họ chở ra đây tối anh đèo về cho. Anh phải đi với em vào đó, em thích đi cùng anh. Làm như còn bé lắm. Ăn vô nhà đi. Anh chờ em mãi, đừng sáng nay em về sớm. Bà con lâu ngày mới được coi cải lương nên giữ tụi em ở lại. Thế à? Anh uống nước. Anh xin. Thầy Đạt về chưa? Chưa anh à, thầy còn ở lại dạy cho đội văn nghệ mấy bạn. Anh muốn hỏi em một câu rồi anh đi luôn. Câu gì vậy ta? Câu thứ ba, anh vẫn chưa thuộc câu ấy. Anh đi cả tháng rồi, không còn câu nào hay hơn sao? Em tưởng anh đã lấy vợ rồi chứ. Anh muốn hỏi ý kiến em đã. À, anh về rồi đấy. Cái gì đấy ạ? À, đây là giò phong lan, quà công tác của anh đấy. Em chỉ là người bán dưa mà cũng có quà kìa. Chắc là anh phải mang về một xe ô tô mới đủ quà chia cho mọi người nhỉ. À, hình như anh mua ở đây hay sao ấy. À, không, chính anh đã phải trèo lên cây sát vách núi để lấy hẳn hoi cơ mà. À, em đùa đấy.
Tại lúc nào gặp em anh cũng trêu, cho nên em mới tìm cách trêu lại thôi. Anh ngồi đi. Này, thế là ăn miếng trả miếng phải không? Vâng, có qua có lại mà. Mà lần này anh đi công tác ở đâu vậy? Anh đi tận biên giới. Trông anh thư sinh như thế này mà cũng đi biên giới cơ à? Chứ bây giờ nhìn anh mà giống công an ngay thì làm sao mà có thể đột nhập phá án được chứ. À, hay hôm nào anh cho em đi theo để em viết phóng sự nhé. Trông em chẳng giống sinh viên báo chí gì cả. Xin đi khó đấy. Chả thèm nói chuyện với anh nữa đâu. Nói đùa với em vậy thôi, chứ đi theo bọn anh vất vả lắm. Em không theo được đâu. Xin lỗi anh đi nhá. Anh đừng có mà coi thường sinh viên báo chí bọn em. Anh chẳng đã nói bọn em là quyền lực thứ tư cơ mà. Nhỉ. Đây là một bản nhạc lớn nhất mà cũng khó nhất của cải lương. Nếu cậu học xong bản này thì các bản khác nhẹ như trở bàn tay. Dạ thưa thầy, nếu học thì bao lâu xong bản này ạ? Nhanh thì 6 tháng, chậm thì cả đời cũng chưa chơi được đâu. Nghề này đòi hỏi rất nhiều công phu. Cứ tập, khi nào được, tự nhiên sẽ được. Không nói trước được đâu. Nó không như đi học, mỗi năm lên một lớp. Mà nó cũng không như người đóng gạch, mỗi ngày đóng được bao nhiêu viên. Tôi làm nghề từ nhỏ, học nhiều, dạy cũng lắm học trò. Nhưng những người đánh bản này cho ra chất cải lương thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Em cũng thấy khó. Cứ học để chơi á thì có khi lại ra. Chứ học để kiếm tiền á mà cứ nghĩ đến chữ tiền á thì bao nhiêu cảm xúc nó bay vụt đi rồi, làm sao mà chơi hay được. Em muốn hỏi thầy một câu được không ạ? Cậu cứ hỏi. Em theo học thầy cũng một thời gian rồi, thầy thấy em có khả năng không ạ? Tôi không quan tâm đến điều đó. Đến tôi mà còn cảm thấy rằng mình không có một chút năng khiếu nào cả. Cầm đờn từ nhỏ, tự nhiên người ta khen mình hay, rồi mời mình đờn. Rồi có người xin học, tự nhiên thành thầy đờn. Mỗi ngày thầy chơi mấy tiếng ạ? Tôi cũng không để ý. Có khi uống rượu vô, tôi đánh đàn cả đêm. Nhiều khi chẳng biết bài nào với bài nào cả. Nghề này để chơi thì thật là tuyệt. Khốn khổ, tôi lại dùng để kiếm sống. Cậu uống không? Dạ. Khi tôi chơi là phải có chút men mới thích. Em xin ạ. Uống đi. Thế mới gọi là chất oán, hiểu chưa? Dạ. Em đã suy nghĩ kỹ về đề nghị của anh chưa? Em... quả thật em thấy quá bất ngờ. Em không cần phải trả lời anh ngay đâu. Thời thanh niên của anh đã trôi đi bên chiếc lò than.
không tiếp xúc, cũng như chơi bời nhiều gì ở bên ngoài. Rồi lúc lấy vợ cũng là gia đình sắp đặt. Đến khi hiểu được thế nào là hạnh phúc thì đã muộn rồi. Em tưởng vợ chồng anh sống rất hạnh phúc. Đấy chỉ là vẻ bên ngoài thôi. Nhất là thời gian gần đây, cô ấy thường xuyên vắng nhà, bỏ mặc anh với khách sạn. Bọn anh càng ngày càng xa cách nhau, cả về cách nghĩ cũng vậy. Nếu em chấp nhận lời đề nghị của anh thì anh biết em cũng bị chịu nhiều thiệt thòi. Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã biết là không thể nào xa em được. Anh biết anh là người không biết ăn nói về chuyện này, nhưng em hiểu cho những điều anh vừa nói là được. Chú làm được lắm. Khoảng một tuần nữa chú sẽ đi đón hàng tuyển của anh. Toàn gái Lào, gái biên giới, nhưng chúng nó nói tiếng Việt như rành. Em mời anh ạ. Công việc của anh ở bên đó tốt không ạ? Cũng không được như ý lắm. Lô hàng TV plasma của anh đang bị ách lại, nhưng anh đã đổ thừa cho thằng khác rồi. Quan trọng nhất là gặp mấy thằng chủ khách sạn bên đó. Sắp tới chúng ta sẽ có nguồn hàng phong phú và mình trao đổi lẫn với nhau. Thế à? Anh dựng xong cho em rồi đi ngay, làm em xoay sở mệt quá. Thế thằng Tùy không giúp gì được chú à? Có chứ ạ. À, nó làm cho em được nhiều việc lắm. Không có nó thì em chết. Cánh tay phải của anh đấy. Anh phải vất vả lắm mới lôi được nó từ khách sạn nhà nước ra. Dạ. Thằng này có bằng đại học, biết hai ngoại ngữ, chỉ mỗi cái bệnh là hám gái. Đàn ông ai mà chả thế hả anh? Không, thằng này nó mê gái thành bệnh cơ. Lúc nào nó cũng tâm sự với anh là nếu được phép ấy, nó sẽ mở nhà thổ. À, Bình này. Dạ. Lúc nào anh em mình phải nói chuyện lại với nhau về tỷ lệ ăn chia. Dạo này anh thấy chú làm ăn được đấy. Anh yên tâm, làm gì mà em không biết chuyện đó. Anh biết chú rất tốt với bạn bè, nhưng làm ăn phải sòng phẳng, nó mới bền. Anh đang tính rút vốn ra để đầu tư việc khác. Anh mà rút vốn bây giờ thì em chết. Anh đã nói rồi, anh giúp chú những lúc khó khăn thì bây giờ chú phải giúp lại anh chứ. Anh em mình đã thỏa thuận với nhau rồi, mà hơn nữa phần lãi của anh đâu có nhỏ. Anh định định như thế, thế bây giờ chú định thế nào? Em nghĩ sẽ tăng tiền lãi lên cho anh, còn vốn thì anh cứ để nguyên để em sử dụng. Người ta đang chết đói mà chú lại cho uống nước à? Em xin anh đấy, nếu anh cần thì em sẽ đi vay vốn ngân hàng cho anh. Thôi đành vậy. Chú anh em, anh không muốn đặt chú vào tình huống khó xử, nhưng chú đặt anh vào tình thế khó quá. Thì anh phải hiểu cho em chứ. Thôi được rồi. Tối nay chú cho con bé này qua chỗ anh hả? Dạ vâng ạ. Anh về nhé. Dạ. Anh Long à, tình hình thế nào rồi, có tốt không anh? Vẫn còn lung tung lắm. Bây giờ anh có vội không? Chú biết tiếng Anh rồi đấy, lúc nào cũng vội mà lúc nào cũng không vội. Thế thì anh em mình đi nhậu đi. Thôi nhậu nhạt gì. Ra Kiên có chuyện muốn hỏi chúng mày. Chuyện gì, có quan trọng không anh? Thì cứ ra đã. Mày thấy thằng Bình thế nào? Dạ thằng này khó thành người lắm anh ạ. Hạnh tiến, thích oai, nhưng
lại ham gái. Liệu đã đập chết nó được chưa? Theo em thì chưa, chưa được đâu anh ạ. Vì nó chơi với một thằng bạn, mà người nhà thằng bạn lại làm to. Thằng đấy thì tao biết. À anh này, thằng Bình bây giờ biết việc rồi đấy. Hình như mày lại mê mấy con hàng của nó rồi thì phải. Thì anh cứ nói thế. Hàng ấy đã ăn thua gì hả anh? Hơn nữa, có con nào ngon thì nó chiếm hết rồi. Đâu đến lượt thằng em nữa mà anh gì. Mày nghĩ cách đập chết thằng này cho anh. Chả biết khi vớ được con gà béo thế. Không dễ đâu anh ạ. Đời bây giờ làm gì còn những thằng ngu như lần trước. Mày bây giờ có vẻ thích các anh rồi đấy nhỉ? Dạ, em đâu dám thế. Anh không coi mày như thằng quý. Và cũng đừng để bao giờ anh coi mày như thằng quý. Mà này, anh đối xử với mày cũng không đến nỗi tệ, đúng không? Dạ vâng. Hay là bây giờ mày làm cho thằng Bình được nó bơm cho béo rồi, lại cứ nghĩ mình là đại bàng. Kìa anh, em biết mình phải làm gì mà. Tốt, vậy là tốt. Tao không thích nói chuyện nhân nghĩa, nhưng mày nên hiểu điều đó. Tao nhặt mày từ đống rác lên, từ cái ngày mày bị đuổi khỏi khách sạn vì tội ngủ với gái. Mày nên nhớ, nếu không có tao thì bây giờ may ra mày được ngồi bơm xe ngoài đường. Dạ, em hiểu. Mày tưởng mày được thằng Bình nuôi là do mày giỏi đấy à? Nên nhớ, tao rất tình. Mày hình như mày muốn gắn bó mãn kiếp với nó thì phải. Tao không ngu khi bỏ ra ngần ấy tiền để hùn vốn với một thằng thợ quẹt. Làm cái gì cũng phải có đẳng cấp, hiểu chưa? Dạ vâng ạ. Còn bây giờ chắc mày cũng không muốn về quê làm vườn phải không? Dạ thưa anh, em... Thôi, về đi. Ta chuẩn bị đi có việc bây giờ. Dạ vâng, em xin phép anh. Cũng may mà con có ông bà, nếu không thì... Con đừng nói thế. Làm cha mẹ ai chẳng muốn đỡ đần cho con cái. Con đi khoảng 4 tháng. Nếu anh Bình có sang đón thì ông bà không được cho anh ấy đón đâu đấy. Vì về nhà ai chăm sóc cháu? Anh ấy đi cả ngày, rồi có những đêm không về nhà. Cháu nó lại phải lủi thủi một mình, lêu lổng với mấy đứa trẻ hàng xóm. Con cứ yên tâm. Đến giờ con phải đi rồi. À, bà và bác An đâu ạ? Chắc lại ra phố đấy. Thôi, mẹ đi đây. Ở nhà phải ngoan nhá, được không nào? Con nhớ mẹ không? À, con ra với ông, để mẹ đi nào. Con đi đây ạ. Cháu đã nghe lời mẹ dặn chưa? Phải chăm chỉ học hành, phải ngoan ngoãn với ông. Cháu sẽ học thật giỏi để chơi với ông. Cháu không thích về nhà đâu. Ngoan lắm, cháu ngoan lắm. Bị chơi tao. Dạ, anh ấy còn nói từ nay sẽ không bao giờ thèm làm việc với cái thằng quai búa ấy nữa. Em nói đi, đã bao giờ anh đối xử không phải với anh ấy chưa? Mà nhiều vụ làm ăn, anh phải nhịn anh ấy như nhịn cơm sống. Vậy mà... đều thật đấy. Anh ạ, em thì em rất quý anh, nhưng em lại là người của anh Lộc. Anh biết. Nhưng chú yên tâm, nếu chú về hẳn với anh sẽ không xử tệ với chú đâu. Anh sẽ giữ kín chuyện này. Anh nên nghĩ cách đi. Chứ em thấy ông Lộc là ông ấy nắm được chuôi đấy. Thiếu gì cách hả em? Nó coi thường anh quá.
coi thường anh à? Được, anh sẽ cho nó biết. Anh Bình này. Dạ. Dạo này vợ em làm ăn khó khăn quá. Bao nhiêu tiền lương của em? Dạ. À, thưa chết, anh vô tâm quá. Thế chú cần bao nhiêu? Dạ khoảng 5.000 đô thôi anh ạ. À, được rồi, sáng mai anh sẽ đưa cho. À, dạ em cảm ơn anh. Khi nào anh nghĩ ra giải pháp, chú phải giúp anh đấy nhá. Được rồi, anh cứ hết sức yên tâm, không phải lo lắng gì cả. À, dạ em xin phép anh em đi. Mày còn bị tao lừa nhiều. Anh à, sao đã bắt đầu nhận nhiệm vụ mới được chưa? Dạ anh giao việc ngay đi ạ. Không ở nhà mẹ em nhìn thấy, lại nói chuyện vợ con mệt lắm. Cậu chưa muốn lấy vợ thì phải có giải pháp để mẹ yên tâm chứ. Cô vẫn khỏe hả em? Cảm ơn anh, mẹ em vẫn khỏe. Lần này anh gọi em lên đây là để thông báo quyết định rút em ra khỏi đội. Nhà độc đinh, nhỡ cô bể gì, bọn anh biết ăn nói thế nào với cô. Mà cũng chẳng dám đến thắp hương cho thầy nữa. Dạ, em cảm ơn anh. Anh cứ cho em ở đội cũ ạ. Chứ cứ ưu tiên như thế này, em thấy thế nào? Đây là quyết định của cấp trên, cậu không phải băn khoăn, phải thi hành. Mà nhiệm vụ mới này cũng không kém sự nguy hiểm đâu. Nhiệm vụ gì hả anh? Cậu sẽ biết sau, nhưng nó sẽ rất cần đến tài ăn nói của cậu. Tuần sau cậu sẽ phải vào trường nghệ thuật để học thêm về diễn xuất nữa. Thế à? Nghe anh nói hấp dẫn quá. Hấp dẫn sẽ đi đôi với khó khăn, phức tạp. Đừng chủ quan. Hồ sơ anh đã chuẩn bị xong. Đây là một đường dây hoạt động mua bán dâm rất tinh vi. Đứng đằng sau là một bàn tay đạo diễn cực kỳ xuất sắc. Sao em thấy có vẻ anh khen nó nhiều quá nhỉ? Bởi nó hoạt động đã lâu, mà cho đến bây giờ chúng ta mới biết. Mấy hôm nữa, cảnh sát Thái Lan cũng sẽ sang hợp tác với chúng ta. Này, dạ, con kia kìa, nhớ nó tên là Mai, rõ chưa? Dạ đây các anh tâm. Dừng lại. Chào Mai có đôi mắt này, sao mãi mà em chưa tìm thấy ai? Các anh là ai? À, bọn anh đi tìm Mai, hỡi cô gái đến từ tương lai. Nè, định chạy trốn bọn anh đâu hả? Tôi chẳng quan hệ gì với các anh cả. Em có nhớ đại ca Lập không? Các anh lừa tôi như thế là đủ rồi. Thế nào là đủ, thế nào là lừa? À, mày sẽ xúc phạm người khác hả? Mày cút đi. Nếu không tao con này láo hả? Mày dám hỗn với tao hả? Tao ghét nhất những thằng bánh phụ nữ. À, mày chơi tao hả? Dừng lại. Thôi, đại ca đâm cho nó một trận. Về đi. Xin lỗi, tôi rất trọng những người thời buổi này mà còn tốt đến như vậy. Thật hiếm thấy. Đàn em tôi nó ngu, tôi sẽ dạy bảo nó sau. Chào anh. Sao em lại ở đây? Em đi tìm anh. Anh có đáng để em vất vả thế đâu. Mày có biết vừa đánh nhau với ai không? Dạ không ạ. Nhưng tại sao vì cái thằng đó mà đại ca đánh em? Mày còn ngu lắm. Anh chờ em tí đã. Em đẹp quá. Anh chỉ biết khen em thế thôi à? Lời nói của anh bao giờ cũng đi đôi với việc làm.
Thế mà anh vẫn để em ở thuê với mấy đứa bạn à? Anh giữ cho em thôi. Chứ một căn hộ nhỏ cho em với anh có nhằm nhò gì? Em nói thế thôi, chứ em không phải như mấy đứa bạn cặp với mấy anh già để moi tiền đâu. Thực sự anh cũng không thích mấy cái trò đó lắm. Anh đừng nghĩ em như chúng nó nhá. Thật lòng em rất yêu anh và ngưỡng mộ anh. Em muốn coi anh là một doanh nhân thành công. Chứ nếu em muốn làm chuyện này nọ thì anh cũng biết rồi đấy. Em cũng chẳng thiếu gì người theo đuổi. Em chẳng tiếc anh cái gì. Chỉ hy vọng một ngày nào đó anh cho em một danh phận rõ ràng. Chứ em không muốn chỉ là trò vui của anh. Thật lòng mà nói, em coi anh như một chỗ dựa của đời em. Ở bên anh, em thấy bình yên lắm. Cảm ơn em đã nói sự thật. Anh cũng linh cảm. Có chuyện gì đó? Thực ra em vào đây là cũng để làm theo những gì mà chị Trang sắp đặt. Nhưng thực sự anh đã cảm hóa được em. Em không thể nào lừa dối anh được sau những gì anh đã đối xử với em. Ngay lần gặp thứ hai anh cũng đã biết em không phải là một cô gái như bà chị dâu anh nói. Vậy mà anh vẫn tôn trọng em, vẫn trò chuyện với em. Anh đoán có một cái gì đó uẩn khúc bên trong, nhưng lại không nghĩ là chuyện này. Để tiện. Em xin lỗi anh. Chỉ vì cần tiền mà em đã phải nhận lời làm việc này. Gia đình em từ lâu tưởng là em có công ăn việc làm, nên em định kiếm chút tiền gửi về cho gia đình. Anh cứ khinh em đi, em đáng bị như vậy. Anh chưa bao giờ khinh em cả, và cũng sẽ không khinh em được. Thật thế ạ? Tất nhiên. Mai em sẽ bay ra ngoài kia. Em sợ chị dâu anh phải không? Để anh lo cho. Không sao đâu. Anh định làm thế nào? Anh có cách của anh. Sẽ không làm ảnh hưởng đến em và không mất mặt chị ấy. Anh Khánh này, em nói đi. Chắc là em sẽ chẳng bao giờ gặp anh nữa. Kìa, em nói gì lạ thế? Nếu anh không khinh em, cho em ở lại đây với anh đêm nay. Sáng mai là em về Hà Nội sớm rồi. Anh xin lỗi. Anh cũng rất mến em. Nhưng chúng ta không có duyên phận. Em đừng hiểu lầm. Đây là bạn anh, vừa ngoài Bắc vào, đang có chuyện buồn. Còn đây là Thủy, bạn gái anh. Để anh gọi xe cho em về khách sạn. Ok, Thủy ơi. Thủy ơi, Thủy. Cậu có dám cười nữa cơ à? Tôi sợ gì anh mà không dám cười. Đồ vô ơn. Ai là người đưa cô từ quê lên thành phố, dạy cô thành người? Anh dạy tôi làm đĩ thì có. Nếu cô không muốn
thì cũng chẳng ai ép được cô cả. Anh không ép, nhưng suốt ngày anh lôi cái lũ bạn giang hồ của anh, nào Tư Cóc, Giang Chọc, Khánh Đà Điểu nào đó ra mà dọa tôi. Xin lỗi nhé, cái trò ấy của anh cũ lắm rồi. Tôi chỉ cần 1 triệu là có thằng nó chặt tay anh ngay. Cô cũng giỏi lắm. Thầy hay thì mới có trò giỏi chứ. Được lắm. Cô cứ tưởng bây giờ bám vào cái thằng ấy là cô có thể lên mặt dạy tôi được đấy à? Anh ăn nói cho cẩn thận đấy. Câu này mà anh Bình nghe thấy thì cái bộ nhá của anh nó sẽ bay như phi đội gà bay đấy. Cô đúng rồi, con đĩ. Con đĩ nhưng có đẳng cấp. Còn cái thằng chăn đĩ thì gọi là gì nhỉ? À, gọi là vũ sư nhá. Nếu anh muốn chơi lại tôi, anh nên tìm bà chủ mà gặp. Lẽ ra tôi không bán ý tưởng này cho anh đâu, nhưng vì anh đã có thời gian tử tế với tôi nên tôi mới gợi ý cho anh. Hai chúng ta, người thì cặp với ông chủ, người thì cặp với bà chủ, có phải là không ai tị ai được, đúng không? Tôi định đến đây để nói chuyện tử tế với anh, nhưng anh đã thế thì bye nhé. Nhưng thôi, anh nên chăm chú vào việc tổ chức biểu diễn cho khách sạn đi. Lúc nào thấy tôi và ông chủ đi với nhau thì về nhà mà tự than thân trách phận. Có khi anh lại sáng tác được đấy. Câu chuyện của anh ngốc nghếch tới mức tôi chẳng buồn ghen nữa. Anh Khánh à, Anh không nói dối em đâu. Tôi tưởng anh là nhà văn, nếu kể chuyện gì thì cũng phải để người ta tin chứ. Thùy à, những câu chuyện thật nhất lại thường rất khó tin em ạ. Anh Khánh này, tôi là người làm nghệ thuật, tôi cũng chẳng quá xét nét gì ấy làm gì cả. Nhưng anh đã bịa ra một câu chuyện để xỏ mũi tôi như vậy là không được. Kìa em, anh về đi. Sao lại thế? Anh đã nói hết với em rồi còn gì. Anh về đi, để cho tôi đi ngủ. Mới sáng mà em. Sáng cũng ngủ, nhà tôi thích ngủ lúc nào thì ngủ. Anh còn chưa về à? Bây giờ anh về thì em lại mắng là dại. Bảo về là về, lần trước em chẳng nói với anh thế còn gì. Lần này là tôi đuổi thật đó, không đùa đâu. Thì anh cũng ở lại thật. Chị cười gì em thế? Chưa bao giờ chị thấy gì lo lắng như thế này đâu. Em cũng không biết nữa, nhưng sao lần này thấy hồi hộp quá chị ạ? Chú ấy hẹn sáng mai cơ mà. Gì cứ hồi hộp đi. Chán chị lắm, không khuyên người ta một câu lại còn. Cái Hương nhà chị nó nói thế nào ấy nhỉ? Hồi hộp như con cá hồi trong hộp ấy. Chị xem em làm thế này được chưa chị?
cũng được em à. Thế ạ. Nhưng lần sau em đừng cắt cà nham nhở như thế này nhé. Vâng. Em phải cắt sát núm và đừng lẹm vào vỏ cà nhé. Dạ vâng. Tự nhiên sao lần này em run quá. Chuyện gặp công an mà không run thì mới là lạ chứ. À, và tại sao em run? Hay là em làm chuyện gì xấu à? Hôm nay nói chuyện với chị chán quá. Mai gặp cứ bình thường mà nói chuyện, đừng làm ra vẻ trịnh trọng. Đàn ông họ sợ cái tính của em, nhưng ai mà thích ấy là thích lắm đấy. Thật không hả chị? Thật. Nghe nói khách sạn này có nhà hàng dân tộc ngon lắm, mình vào thử đi em. Đây là khách sạn của anh trai em. Ơ, thế càng tốt chứ sao. Anh cứ đi đi rồi em sẽ nói cho anh sau đi. Trước kia nó là xưởng của nhà em. Từ ngày có khách sạn này, gia đình em chẳng giống ai cả. Anh xin lỗi. Hay là để em chọn nhá. Thế thì hay quá. Đi ăn hải sản đi. Ok. Đi. Anh nghĩ gì thế? Nói cho em biết đi. Lâu ngày không gặp con, anh nhớ nó quá. Hay anh về thăm con đi. Lâu nay ông già không nhìn mặt anh, sợ về lại có chuyện. Thì sao anh không bảo chị ấy đẻ thêm cho anh một đứa nữa đi. Cô ấy không chịu, sợ mất sắc đẹp. Hay là em đẻ cho anh một đứa nhé. Anh nói nghiêm túc đi chứ. Anh đừng đùa em như thế. Em biết anh chỉ coi em như một món đồ chơi thôi. Không, anh không có ý ấy. Anh có biết em chịu bao thiệt thòi khi quan hệ với anh, bị mọi người trong khách sạn đồn ra tán vào không? Anh biết. Thôi được rồi, anh sẽ đến. Đừng bỏ em nhé. Anh yêu em. Sự phát triển tích cực trong nước nói trên. Thực hiện cái kế hoạch dự án của là d'arrêter la position du parti pour le vote.
Nhật ơi, cháu sao thế? Hả? Nhớ mẹ hả? Ôi dồi ôi, mẹ sắp về rồi. Nín đi, con trai không được khóc, khóc là yếu đuối lắm con ạ. Nào, thôi, mai bà bảo cô Duyên đưa cháu về thăm nhà nhá. Không, cháu không về đâu, cháu chỉ nhớ mẹ thôi. Rồi, thế cháu không nhớ bố à? Cháu ghét bố, cháu không thích bố. Cháu không được nói thế, nói thế là hư đấy. Bố cháu phải làm việc vất vả để lo cho cháu mà. Cháu không cần. Bố cháu không nghe lời ông, bị ông ghét. Cháu cũng bị ghét, chẳng ai chơi với cháu cả. Sao cháu lại nói thế? Bà thì bận bán hàng này, cô Duyên thì bận đi học, cả nhà ai cũng bận cả. À được rồi, bà sẽ bảo bác An đưa chị Hương đến đây chơi với cháu nhá, được không? Hai cô nhàn rỗi quá nhỉ. Em chào thầy ạ. Dạ thầy ơi, thầy ngồi đi ạ. Tối nay có show diễn trong hội chợ, Ly và Huyền chuẩn bị đi nhé. Dạ vâng ạ, tối em bận rồi. Em bận gì? Em phải tiếp khách với anh Bình. Thầy ơi, thầy ở lại mời em nấu cơm đã. Cái con này, mới làm cái gì đấy? Để thầy giận à? Thế thì sao? Dù gì anh ấy cũng có công đưa chúng mình vào nghề, mình phải biết ơn chứ. Tớ chẳng cần biết, thằng cha này thì có tử tế gì với bọn mình đâu. Cậu còn nhớ không, những ngày đầu đi diễn, nó cho chúng mình được bao nhiêu? Hay là ăn chặn hết? Thôi, chúng mình để ý chuyện này làm gì? Tớ không may mắn được như cậu, có một anh kỹ sư chân chất yêu thương, coi như là cậu may mắn. Còn tớ, cái thằng cha này còn khổ với tớ. Đời tớ coi như hỏng rồi. Còn cậu, cố mà đào sâu chôn chặt cái quá khứ của mình đi. Tớ không có anh em gì nên coi cậu như người nhà. Sắp tới nếu khó khăn gì về tiền bạc thì cứ bảo, tớ sẽ giúp. Thế cậu xác định đào bỏ Lão Bình thế à? Bây giờ thì là thế, sau này thì chưa biết. Tớ đã điều tra rồi, vợ hắn rất ghê gớm, nếu không thì tớ đã cướp rồi. Này, tớ bảo này, cậu định cướp chồng người ta đấy à? Ừ, vì tớ thấy hắn cũng hay hay, nhưng tớ chẳng thấy hay ở điểm nào đâu. Nếu cậu mà cũng thấy hay thì tớ với cậu là đối thủ à? Hắn đấy. Alo, anh Bình à, em đây. Kê Thủy, em vẫn giận anh à? Em không tin anh cũng đúng. Chuyện của anh như bịa thật, nhưng chỉ khi đồng tiền làm con người ta lóa mắt thì người ta mới có thể nghĩ ra những chuyện như thế được. Anh đang lẩm bẩm gì vậy? Không, anh nói vu vơ ấy mà. Anh biết là sẽ chẳng ai tin được câu chuyện anh đã kể, đến anh cũng chẳng tin được. Nhưng anh đến đây chỉ muốn nói với em rằng anh rất yêu em. Anh không thể thốt gì vì nó chỉ là lời nói, mà ai mà chẳng nói được. Vậy mà có người không nói được đó. Anh mê đàn ca tài tử nên mới vào đây. Nếu như em không tha thứ cho anh thì anh sẽ phải ra ngoài Bắc. Coi như số anh không gặp may. Còn nếu ở đây mà không được gặp em, không được nghe em nói, thì anh... thì anh... Thì sao? Anh nói tiếp đi. Anh đã định lập nghiệp ở đây, dù khó khăn mấy anh cũng chịu được. Nhưng bây giờ thì anh hiểu,
ở đây mình không còn chỗ đứng trong lòng ai cả. Cho anh xin lỗi. Chào Thủy. Người anh rắn như thanh niên ý. 12 tuổi anh đã lao động thì làm sao mà không rắn. Vợ anh bao giờ về? Em hỏi để làm gì? Thì để em biết thôi. Cũng sắp. Em làm sao thế? Tự nhiên em thấy chán cho cái thân phận của mình quá. Anh cười cái gì thế anh? Anh cười là vì thấy em nói giống như một bộ phim hay là một vở kịch nào đó mà anh đã xem. Thế bây giờ em muốn anh bỏ vợ để lấy em chứ gì? Kể ra lấy em thì cũng được, nhưng lại phải sống cuộc sống gia đình. Mà anh chán cái cuộc sống ấy từ lâu rồi. Cứ như thế này còn hay hơn nhiều. Sao anh chẳng nghĩ gì đến em thế? Đấy là anh nghĩ cho em đấy chứ. Em nên suy nghĩ rộng ra một chút. Trong làm ăn, anh đã phải lừa đảo, trục giật, thậm chí phải đối đầu với cả gia đình để được việc. Nhưng trong tình yêu, anh sống chân thành. Chân thành hơn cả những người tự vỗ ngực rằng mình là người tử tế. Anh yêu em. Mình cứ sống như thế này nhé. Em không hiểu. Có gì mà em không hiểu? Em cần gì thì anh sẽ cho em. Nhưng mà lấy em thì không đơn giản chút nào. Anh không thể ly dị vợ anh được. Sao lại không? Ít ra là ở thời điểm này. Cái việc vợ chồng anh ly dị chỉ là chuyện một sớm một chiều. Nhưng đến lúc đó có thể có nhiều điều thay đổi. Em sẽ chờ anh. Alo. Bố à. Con đang làm gì đấy? Vừa học xong bài bố ạ. Thế có việc gì mà con gọi cho bố? Con nhớ bố lắm. Bố làm ít thôi để con giữ gìn sức khỏe. Bây giờ con rỗi, con sẽ về khách sạn thăm bố. Được rồi. Bố nhớ con lắm. Con ngoan nhé. Con chào bố. Bố chào con. Em mới có được một ngày nghỉ như thế này. Thế là hôm nay anh ghi điểm với em rồi. Cách đây hơn một năm, em còn đi chơi suốt ngày. Sau khi gia đình có chuyện, em lao vào làm đúng giúp mẹ. Bây giờ được đi chơi mới nhận ra một chân lý rất cũ, nhưng bây giờ mới hiểu. Em định nói gì anh chưa hiểu. Bây giờ em mới thấy nghỉ ngơi chỉ có giá trị khi mình đã lao động thực sự. Em đọc câu này ở đâu? Anh lại trêu em rồi. Anh có trêu đâu. Anh đồng ý với em ấy chứ. Lão Bình ngu lắm mà cứ đòi làm ăn lớn anh ạ. Thằng thợ quèn ấy mà cũng đòi làm ăn lớn à? Anh ạ, nó sắp chết với anh em mình rồi. Kiểu gì nó cũng chết. Kiểu gì cũng phải bóp nó chết. Dạ vâng.
Thằng này cá chấm lắm anh ạ. Cứ theo kế hoạch của anh mà làm nhé. Tôi đã cẩn thận in ra đây để đề phòng rồi. Làm tốt lắm. Tắt đi. Thằng Danh này láo thật. Bây giờ anh định thế nào? Anh để tôi xử lý thằng này. Không được. Với cái tư liệu này sẽ giúp tôi diệt thằng Lộc sát ván. Cảm ơn ông. Thôi được rồi, ông cứ về đi. Có gì tôi sẽ gọi ông sau. Tùy hả em? Dạ vâng, có mấy em hay lắm, anh xuống ngay ạ. Được rồi, anh sẽ xuống ngay. Nào các em! Dạ, các em đã có mặt đầy đủ, xin anh cho vài lời ạ. À, chú đã nói qua với các em về công việc chưa? Dạ rồi. Thế này nhé, tôi hỏi lại các em một lần nữa. Có em nào thắc mắc gì không? Các em cứ suy nghĩ kỹ rồi trả lời. Tôi không muốn sau này các em lại kêu ca tôi. Như thế nó không hay. Tôi là người làm ăn, nên tất cả các em cứ yên tâm. Nếu chúng ta đã cùng cộng tác làm ăn với nhau, tôi rất mong muốn là chúng ta cùng hưởng lợi. Tôi mong các em nhiệt tình, yêu nghề. Thế nào, các em có đồng ý không? Ê, kìa các em, trả lời đi. Thưa anh, nếu đúng thật như anh nói thì chúng em đồng ý thôi. Tốt. Bây giờ chú Tùy sẽ đưa các em đi mua sắm đồ đạc. Ngày mai chúng ta có thể bắt đầu vào công việc ngay. Dạ vâng, các em về phòng, về phòng. Tùy, Tùy, lại tôi bảo. Dạ. Chú cầm tài liệu này về xem. Có nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh đáng chú ý lắm đấy. Dạ vâng, xin phép anh. Giờ em đưa các em đi sắm đồ ạ. Tôi soạn danh thiên tường cho đàn sến là rất kỳ công, vì chất của đàn sến là đánh nhanh, tiếng phải kêu. Nếu anh chơi được những ngón này thì tự khắc sẽ hay. Mà nhớ rung nút son thật ngọt, thật mùi. Kể cả những câu thòng nhanh, bài này cậu về nghiên cứu rồi tập đúng như những gì tôi đã chỉ. Vâng ạ. Cải lương nó khó vậy đó. Bài nào cũng phải học truyền nghề. Còn bản nhạc chẳng qua chỉ để cho nhạc công nhìn mà nhớ lòng bản mà thôi. Vâng ạ. Nào, uống với tôi một ly. Em xin ạ. Rồi tôi có câu chuyện muốn nói với cậu. Em mời thầy.
Có lẽ đây là buổi học cuối cùng của cậu và tôi. Sao hả thầy? Anh cứ để cho tôi nói. Dạ, em xin lỗi. Nếu nói về truyền nghề thì tôi đã không tiếc công sức của mình để chỉ cho cậu những ngón đàn riêng của tôi. Nhưng cậu không tiến bộ. Và nếu có tập nữa thì cũng chỉ thành thợ đánh đàn, chứ không thành nghệ sĩ được. Cái nghề này lạ lắm. Có người cầm đờn lên là đánh được ngay, có người cả đời không đánh được. Nếu tôi tiếp tục dạy cậu, có lẽ chỉ phí thời gian thôi. Mà sau này cậu lại trách tôi là không nói trước. Nếu đã không giỏi, cậu nên xoay nghề khác. Vâng ạ. Đừng nản. Cậu không học được, nhưng cậu đã chiếm mất của tôi cuộc học trò cứng nhất của tôi còn gì. Cái này cũng dễ hiểu thôi. Cậu là người Bắc, có thể chơi nhạc chèo rất hay. Còn tôi, nếu tôi chơi nhạc chèo thì cũng chỉ như người chơi đàn tồi nhất ngoài Bắc thôi. Thôi, uống đi. Thằng Kim nó bảo sẽ cho chú và anh Lộc mỗi thằng một viên. Nhưng anh can, vì dù sao chú cũng giúp anh rất nhiều. Giờ anh muốn em phải làm gì? Anh không muốn xử tệ với chú, nhưng cái gì cũng có luật của nó. Nếu chú dứt hẳn thằng Lộc thì anh lại coi chú như người nhà. Dạ, vâng ạ. Còn xử thằng Lộc như thế nào? Chắc chú biết cách hơn anh. Chú có nghe tôi nói gì không đấy? Dạ vâng, em sẽ chuyển ngay hồ sơ của anh Lộc cho anh Kim. Chú Kim sẽ thay anh làm việc này với chú. Thôi về đi. Dạ vâng, em xin phép anh. Cứ bình tĩnh, đi cẩn thận kẻo ngã. Dạ. Em chờ anh một chút. Anh vừa ghi câu của em vào đấy. Anh vẫn viết à? Coi như xong. Anh đang chốt lại mấy điệu hát. Và em hết giận anh rồi à? Coi như cho anh nợ, nhưng lần sau đừng để em thấy cảnh đó nữa nha. Một lần là anh đã suýt chết rồi.
Làm gì có lần thứ hai? Không ai nói trước được điều gì đâu. Thùy này, anh đang tính ra Hà Nội. Anh nói thiệt sao? Thầy Đạt nói đúng. Anh không có năng khiếu về âm nhạc. Có lẽ anh chỉ nên viết thôi. Thôi được, nếu anh muốn ra em thì anh cứ ra. Anh không ra một mình, anh sẽ ra với em. Không lẽ em ra đó hát chèo à? Việc đó anh lo được. Anh có nhiều bạn trong nghề văn nghệ lắm, các anh sẽ giúp. Hơn nữa em ra ngoài đó sẽ dễ thở hơn. Ý anh muốn nói thằng Chột làm vua xứ mù à? Không phải, ý anh là... Cho em suy nghĩ đã. Anh nói gì nói nhanh, tôi không có thời gian. Em cứ bình tĩnh đã. Mà cái việc này chỉ có lợi cho em thôi. Anh biết lo cho tôi từ bao giờ đấy? Bây giờ cái thằng cha Bình này đang mê em, nên em tưởng em là bà Hoàng. Em nhầm rồi. Anh yêu tôi và sẽ lấy tôi. Anh cứ tưởng anh đang xem phim. Quá ra không phải. Em ngây thơ thế. Anh im đi. Em có định quan hệ với ai thì cũng phải điều tra xem lý lịch người ta thế nào chứ. Mà em có biết tay Bình này là cái thằng thế nào không? Nó là cái thằng đã từng bắt từ Lệ Quốc, từng cái liềm. Mà em có biết vợ hắn là ai không? Em ngây thơ lắm. Em nên nhớ, đàn ông khi đang yêu, thằng nào mà chẳng nói hay. Nhưng chỉ vài năm nữa thôi, khi em không còn gì hấp dẫn nữa, nó sẽ vứt em ra ngoài đường. Nghe anh đi. Anh nói tiếp đi, tôi đang nghe anh đây. Em nên nhớ, cái kiểu lo ăn phi pháp của nó thế này, kiểu gì cũng phải ra tòa. Em kiếm được tiền của hắn thì nên chuyển thành một cái gì đó thuộc quyền sở hữu của mình. Rồi sau này bán đi, em sẽ có tiền. Cơ hội phía trước còn nhiều lắm em ạ. Nhưng tại sao anh lại nói với tôi những chuyện đấy? Kìa Ly, em không biết gì à? Vì anh yêu em. Đã bao lần anh tự trách mình là không thể mang đến cho em cuộc sống giàu sang được. Tôi cũng tưởng mình đang xem phim. Tốt cái trò này lại đi. Câu chuyện của anh rất hay đấy. Nhưng để tôi xem xét đã. Bây giờ anh về đi. Mời vào. Em đến đúng lúc quá. Sao hôm nay anh vui thế? Anh vừa xem lại doanh thu, cũng khá, để anh có thể nói lớn tiếng được. Mà này, hình như anh với em hợp nhau hay sao ấy. Từ hồi quen em, công việc làm ăn khá lên hẳn. Thế thì anh phải thưởng cho em đấy. Xong ngay. Em muốn gì? Em chỉ muốn có anh.